xây dựng lộ trình chúng ta phải đem ra mổ xẻ những cái mong muốn trong tương lai đối với business là gì đối với quản trị là gì đối với khách hàng là như thế nào để chúng ta có những cái kế hoạch lộ trình chuẩn bị về mặt công nghệ về mặt nguồn lực về mặt như con người để chuẩn bị cho cái việc à, mà triển khai làm thế nào xác định được đúng cái ưu tiên của mình là gì và làm sao chọn được đúng cái giải pháp để giải quyết được cái ưu tiên đó, cái thách thức đó, giải pháp trên thị trường thì uh, thì có nhiều. và nên làm sao mình chọn được cái giải pháp phù hợp với doanh nghiệp của mình. khi mà chúng ta huy động được tất cả những cái sáng tạo, những cái sự nhiệt huyết của anh chị em trong cán bộ, uh, công nhân viên trong công ty cùng tham gia thì chúng ta mới đảm bảo được rằng đây là một cái chương trình chuyển đổi số mà nó huy động được uh, sức mạnh của tập thể nó phục vụ cho cái hoạt động chung của doanh nghiệp và hướng tới được cái lợi ích của tất cả mọi người thì đây cũng là một cái vấn đề cực kỳ quan trọng để mà đảm bảo rằng chương trình chuyển đổi số nó có thể mang lại lợi ích cho tất cả và nó sẽ hướng tới thành công của uh, chung của doanh nghiệp. Xin chào mừng tất cả các quý vị khán giả đã đến với chương trình DX Talks. Tôi là Vương Quân Ngọc. Tôi sẽ là người dẫn chuyện đồng hành cùng các vị diễn giả trong chương trình ngày hôm nay. mừng tất cả quý vị khán giả đã đến với chương trình DX Talks và DX Talks là nơi chia sẻ những câu chuyện về kinh nghiệm chuyển đổi số với các doanh nghiệp. Chúng ta sẽ đồng hành với các chuyên gia và các lãnh đạo hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề khác nhau. Chương trình được thực hiện bởi công ty FPT Digital, công ty tư vấn chuyển đổi số của tập đoàn FPT, tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam và tôi là Vương Quân Ngọc, giám đốc tư vấn tại công ty FPT Digital. Tôi sẽ là người dẫn chuyện đồng hành cùng các vị diễn giả trong chương trình ngày hôm nay. Trong số DX Talks số 2 lần này tôi rất vui mừng được chào đón các vị khách mời. Xin giới thiệu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Long, anh Nguyễn Đức Hạnh. Xin giới thiệu chuyên gia tư vấn đến từ công ty SAP Việt Nam, anh Trần Việt Dũng. Xin giới thiệu Giám đốc tư vấn chuyển đổi số công ty FPT Digital, anh Lê Vũ Minh. Trong số DX Talk lần này, cùng với các vị khách mời, thì chúng ta sẽ cùng khám phá các doanh nghiệp hiện nay đang xây dựng về kế hoạch, lộ trình chuyển đổi số như thế nào và làm thế nào để có có một cái cầu nối vững chắc giữa chiến lược cũng như những dự định, những bài toán cần triển khai, phương pháp luận, cách tiếp cận, xây dựng lộ trình như thế nào hiệu quả, những mục tiêu được xác lập thế nào và quá trình triển khai thực tiễn làm sao được tối ưu. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thông qua những chia sẻ và những câu chuyện của các diễn giả ngày hôm nay. Trước hết, chúng ta hãy cùng nhìn về một bức tranh tổng thể thị trường với nhiều doanh nghiệp hiện nay, các doanh nghiệp đang có các điều kiện thuận lợi thế nào trong quá trình chuyển đổi số. Chúng ta hãy bắt đầu với câu chuyện rất thú vị đến từ tập đoàn Thiên Long trong quá trình tiếp cận chuyển đổi số. Từ năm 2021 thì Thiên Long đã bắt đầu quá trình xây dựng lộ trình chuyển đổi số của mình. Và cho đến nay trong toàn bộ quá trình triển khai Thiên Long đã có những kết quả rất nổi bật. Tôi xin trân trọng à, kính mời anh Hạnh. Anh Hạnh không chỉ là một phó tổng giám đốc đang à, điều hành tại công ty và anh Hạnh cũng là người trực tiếp dẫn dắt quá trình chuyển đổi số tại tập đoàn Thiên Long từ những bước đầu tiên trong quá trình xây dựng lộ trình cũng như là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Xin anh hạnh có thể chia sẻ rằng à, với Thiên Long hay với các doanh nghiệp nói chung thì hiện nay đang có những cái điều kiện thuận lợi nào à, để doanh nghiệp à, bắt đầu trong quá trình chuyển đổi số và cái việc xây dựng lộ trình chuyển đổi số với Thiên Long là có ý nghĩa như thế nào? Xin mời anh. Thì thực ra là chúng ta à, đang đứng ở trong một cái môi trường cực kỳ thuận lợi để các doanh nghiệp có thể là tăng tốc chuyển đổi số một cách nhanh và hiệu quả. À, điều kiện thuận lợi thứ nhất đó là cái sự hỗ trợ từ phía chính phủ thì cụ thể là chính phủ chúng ta cũng đã rất là nhanh chóng và xây dựng cái lộ trình chuyển đổi số quốc gia à, xoay quanh ra ba cái trụ cột chính đó là về chuyển đổi số ở lĩnh vực chính phủ điện tử lĩnh vực kinh tế số và xã hội số song song với đó thì chính phủ cũng đã thực hiện các cái chương trình và các cái hành động để mà nâng cao cái hiểu biết cũng như là nâng cao cái nhận thức về chuyển đổi số của toàn xã hội cái đó là một điều kiện rất lớn để cho các cái doanh nghiệp cũng như là toàn xã hội thấy được cái ý nghĩa của việc chuyển đổi số và đặc biệt là các cái cơ sở ban ngành, các cái đoàn thể cũng như là các cái ủy ban nhân dân v.v. thì hiện giờ đã đẩy nhanh chuyển đổi số rất là mạnh và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của chúng tôi cũng như là các doanh nghiệp khác tích hợp với cái hệ thống điện tử với, với, với chính phủ với cơ quan ban ngành rất là thuận lợi. À, cái đó cũng là một cái phần mà thúc đẩy doanh nghiệp của chúng tôi phải hòa nhập vào cái môi, cái môi trường à, chuyển đổi số của quốc gia. Điều kiện thuận lợi thứ hai đó là chính phủ à, đã kịp thời xây dựng các cái hành lang pháp lý, các cái luật cũng như thông tư hướng dẫn và đặc biệt là công nhận các cái chứng từ giao dịch điện tử của cái doanh nghiệp và à, các cái hành lang pháp lý để bảo vệ cái dữ liệu thông tin khách hàng trên cái nền tảng à, điện tử cũng như là à, sở hữu trí quyền sở hữu trí tuệ. Điều kiện thuận lợi thứ ba à, phải kể đến đó là à, cái việc đầu tư uh, nghiên cứu phát triển của các doanh nghiệp ở tại thị trường Việt Nam về công nghệ uh, rất là uh, phát triển trong những thời gian gần đây và các cái doanh nghiệp mà uh, nước ngoài cũng như doanh nghiệp ở tại Việt Nam cũng đầu tư các cái hệ thống, cái trung tâm nghiên cứu về uh, AI về Big Data rồi về uh, IoT thể hiện rằng chúng ta sẽ có một những cái nền tảng uh, mà khoa học công nghệ rất là tiên tiến để ứng dụng cho doanh nghiệp trong cái thời gian tới rất là tốt điều kiện thuận lợi thứ tư ở đây là hạ tầng à, về à, công nghệ cũng như là hạ tầng về viễn thông của việt nam được đánh giá là rất là tốt cụ thể là cái hạ tầng viễn thông của việt nam à, được đánh giá là chất lượng hàng đầu của thế giới với cái băng thông và tốc độ cao và đặc biệt là cái chi phí hợp lý cho nên là doanh nghiệp sẽ dễ dàng tiếp cận và cũng như là triển khai cái chuyển đổi số của mình nó à, hiệu quả bên cạnh đó thì à, các tập đoàn lớn à, ở nước ngoài cũng như ở Việt Nam cũng đang đầu tư các cái hệ thống cloud cũng như data center rất là bài bản, rất là chuyên nghiệp và rất lớn ở tại cái nội địa Việt Nam mình và về các cái hệ thống ứng dụng cũng như là công nghệ để hỗ trợ cho cái việc phát triển ứng dụng vô cho doanh nghiệp thì như lúc trước thì chúng ta thấy là đa phần là các cái giải pháp từ bên nước ngoài và cũng rất ít để cho doanh nghiệp mình có thể tiếp cận được bởi vì chi phí rất là cao. Tuy nhiên thì trong những năm gần đây À, đặc biệt là các startup và các cái doanh nghiệp công nghệ nhỏ thì họ đã phát triển rất là nhiều các cái sản phẩm cũng như là các cái giải pháp mà nó mang tính chất Việt Nam hóa hơn và à, chúng ta sẽ triển khai à, vào doanh nghiệp một cách ứng dụng một cách nhanh hơn và nó sát với cái thực tiễn của Việt Nam và có thể là cái chi phí nó hợp lý hơn, à, thời gian triển khai cũng nhanh, chi phí hợp lý và cái hiệu quả thấy ngay. Về cái điều kiện thuận lợi thứ năm thì à, đó là về cái nguồn nhân lực công nghệ thông tin thì như chúng ta cũng đã biết là Việt Nam mình cũng xếp hạng khoảng thứ 7 thứ 8 trên thế giới về cái nguồn lực công nghệ thông tin thì Việt Nam cũng mình ở trong một cái môi trường cũng rất là thuận lợi để mà mà phát triển cái nguồn lực công nghệ thông tin cho thế giới cũng như là ở tại Việt Nam thì hàng năm mà sinh viên của Việt Nam mình về công nghệ thông tin ra trường là có khoảng hơn 50.000 người và cung cấp nguồn lao động phải nói là rất là dồi dào cho cái ngành công nghệ tin À, bên cạnh đó thì à, cái lợi thế các công ty doanh, doanh nghiệp về chuyển đổi số ở việt nam mà hiện giờ có cái nguồn lực rất là kinh nghiệm không thua kém gì với nước ngoài cái điều đó nó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp chúng tôi tiếp cận đến nhiều cái nguồn để tư vấn hơn và đặc biệt là những cái doanh nghiệp việt nam thì cái chi phí hợp lý và cái quan trọng nhất là họ hiểu được cái văn hóa của việt nam họ hiểu được cái cái hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam họ hiểu hơn được về cái khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam hơn. Lúc đó họ sẽ tư vấn và đưa ra những cái giải pháp nó cụ thể hơn và nó sát hơn với cái Việt Nam mình. Thì cái đây điều đó là nó rất là tốt cho những cái doanh nghiệp để mà tiếp cận đến cái việc tư vấn chuyển đô số trong cái thời gian hiện tại. Cái điều thứ sáu đó là về cái đối tượng khách hàng. Thì thuận lợi của mình là cái dân số Việt Nam mình đa số là dân số trẻ. Thì chúng ta có khoảng 76% dân số là dưới 50 tuổi và hiện giờ thì chúng ta có khoảng 61 triệu người sử dụng smartphone. Thì có thể thấy đây là một cái tập khách hàng cực kỳ lớn ở tại Việt Nam và chúng ta có thể nhanh chóng chuyển đổi số để mà tiếp cận với cái lượng khách hàng đang sử dụng công nghệ cũng như là enjoy cũng như là rất là muốn trải nghiệm những cái sản phẩm cũng như cái cách thức giao dịch bán hàng vân vân ở trên một cái nền tảng công nghệ. Đó là những cái điều kiện cực kỳ thuận lợi cho doanh nghiệp tại Việt Nam mình có thể đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số tuy nhiên thì à, à, mình đã có những cái điều kiện thuận lợi như vậy rồi à, mình à, à, doanh nghiệp như vậy thì muốn chuyển đổi số để mà đảm bảo thành công bởi vì chúng ta được biết là chuyển đổi số là một cái quá trình cực kỳ dài và rất là khó và gian nan và nó có những cái rủi ro trong đó thì như vậy làm sao để doanh nghiệp mình à, chuyển đổi số mà một cách là mình cảm giác rằng là nó đem lại cái giá trị hay là nó đem lại cái, cái 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 phục vụ trong cái, 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 cái sự phát triển bền vững và lâu dài của doanh nghiệp thì cái điều đó là mình uh, rất là khó khó khăn uh, do đó là uh, chúng ta phải có một cái bước chuẩn bị phân tích chuẩn bị rất là kỹ chuẩn bị về mặt nguồn lực cũng như chuẩn bị về mặt các cái yêu cầu chuẩn bị về mặt uh, tư thế sẵn sàng về uh, nghiệp vụ về công nghệ về con người về tài chính tài sự cần thiết là chúng ta phải có một cái giai đoạn phải xây dựng cái lộ trình Thì trong cái giai đoạn này chúng ta sẽ thực hiện những công việc Chuẩn bị như vậy để cho đảm bảo Rằng cái chuyển đổi số của doanh nghiệp Trong cái thời gian sắp tới Nó hiệu quả và nó Giảm các cái rủi ro cho doanh nghiệp Ý nghĩa của cái việc mình xây dựng Cái lộ trình chuyển đổi số là để mình Thứ nhất là để mình Chuyển đổi số của mình nó phải phù hợp với Cái chiến lược của doanh nghiệp Thì đa phần các cái doanh nghiệp đều có cái mục tiêu 5 năm Hoặc là 3 năm À về chỉ tiêu về doanh thu cũng như là cái chiến lược phát triển sản phẩm rồi chiến lược phát triển ngành nghề rồi chiến lược phát triển kênh bán hàng cũng như là cái mục tiêu tiếp cận cái đối tượng khách hàng sau phía sau đó là cái chuỗi hệ thống supply chain phải nâng cấp phải hiện đại hóa như thế nào để đảm bảo cho cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời là các cái hoạt động về M&A hay là chuẩn bị về nguồn lực tài chính dòng tiền thì công nghệ thông tin phải có một cái kế hoạch để đi theo sát với cái lộ trình đó và hỗ trợ để cho doanh nghiệp đảm bảo rằng là các cái hoạt động đó cũng như là các cái yêu cầu các cái mục tiêu đó có thể giúp doanh nghiệp thực hiện được những cái mục tiêu đó do đó là cái việc xây dựng lộ trình chúng ta phải đem ra mổ xẻ những cái mong muốn trong tương lai đối với business là gì đối với quản trị là gì, đối với khách hàng là như thế nào để chúng ta có những cái kế hoạch lộ trình chuẩn bị về mặt công nghệ, về mặt nguồn lực, về mặt nhân con người để chuẩn bị cho cái việc mình triển khai cũng như là theo cùng với cái hoạt động của doanh nghiệp trong 5 năm. Cái ý nghĩa thứ hai là hiện tại doanh nghiệp của mình cũng có những cái khó khăn và có những cái cái quy trình mà mình cần phải cải thiện, hiện những cái yếu tố mình cần phải optimize để mà à, nó linh uh, động hơn, nó tổng linh động hơn, nó tối ưu về mặt chi phí hơn, nó tăng năng suất hơn, để đảm bảo rằng hiện tại nó cũng tốt và trong tốt và tương lai nó cũng tốt. thì lúc đó chúng ta cũng phải có cái sự phân tích, sự phân tích và đánh giá cái hệ thống hiện tại cũng như là cái nhu cầu hiện tại và cộng hai cái giữa cái chiến lược với chiến lược hiện tại đó chúng ta sẽ ra được một cái bức tranh về về yêu cầu cũng như là các cái giải pháp có thể áp dụng cho tương lai như thế nào thì khi mà chúng ta đã có một đã có tranh về các cái dự án cũng như các cái giải pháp cũng như các cái ý tưởng về chuyển đổi số rồi thì chúng ta phải làm sao đó chúng ta phải tính toán để cho yếu tố công nghệ à, như vậy ý nghĩa thứ ba đó là về yếu tố công nghệ bởi vì khi mà một dự án mình xây dựng mình triển khai à, thì mình không quan tâm nhiều đến yếu tố công nghệ nhưng mà khi có các rất nhiều các cái sáng kiến số cũng như số nhiều cái dự án công nghệ đưa vô thì lúc đó chúng ta phải xem xét cái yếu tố về công nghệ, làm sao đó để cho nó phù hợp. Ví dụ như chúng ta, cái nền tảng công nghệ sắp tới nó có tích hợp với cái hệ thống số hóa nhà máy hay không, nó có chạy trên cái nền tảng cái IoT hay không, nó có chạy trên cái nền tảng Big Data hay không, thì chúng ta phải đầu tư uh, sắp xếp các cái ứng đắc của mình đi theo hướng công nghệ gì uh, để, cho nó, để cho nó có, có bị, uh, uh, nó phải nói chuyện với nhau được và nó phải tích hợp với nhau được và không bị conflict với nhau và à, doanh nghiệp cho nên là mình mình phải có một cái bức tranh chuyển đổi số chuyển đổi, và khi mình trong quá trình mình làm cái lộ trình thì mình cũng sẽ là cái cơ hội để mình xem xét mình đánh giá cái công nghệ nó phù hợp. Một cái ý nghĩa tiếp theo có cho cái giai đoạn mà mình xây dựng cái lộ trình chuyển đổi số đó là à, mình sẽ à, cân đối được cân đối tài chính cũng như là nguồn lực nhân sự. À, mình biết được là biết được như vậy sang năm mình sẽ làm những cái dự án nào và cái chi phí là khoảng bao nhiêu thì công ty có uh, cái tài, nguồn lực tài chính của công ty có đảm bảo để mình um, spend ra cho cái dự án các cái dự án it đó hay không hay là chúng ta có thể là uh, delay cái dự án này qua năm sau nữa để cho nó đảm bảo hài hòa về, về mặt business và về mặt technical uh, về mặt con người cũng vậy thì uh, chúng ta cũng phải uh, có một cái bức tranh để chúng ta cân đối con người uh, chúng ta có đủ nguồn lực để thực hiện các cái dự án đó hay không hay là à, trong một lúc chúng ta làm nhiều cái dự án quá thì nó cũng sẽ thất bại và à, một cái yếu tố cực kỳ quan trọng à, trong cái giai đoạn xây dựng lộ trình đó là yếu tố về con người mình có một cái năm năm để mình thực hiện chuyển đổi số như vậy thì à, con người của mình mình chuẩn bị về mặt tư duy như thế nào về mặt nhận thức chuyển đổi số như thế nào thì trong cái giai đoạn mà mình làm cái kế hoạch cũng như lộ trình chuyển đổi số thì là cái cơ hội để mình nâng cao cái nhận thức của cán bộ công nhân viên trong công ty về chuyển đổi số cho họ tham gia vô các cái hoạt động đóng góp cái ý tưởng cho cái chuyển đổi số để họ có cái tính cam kết khi mà mình thực thi thi cái dự án chuyển đổi số họ sẽ tính cam kết họ họ, họ vào cái dự án nó rất là cao và cái khả năng thành công nó sẽ rất là cao nếu như một cái dự án chuyển đổi số mà mình chỉ có là Uh, họ mình không có cho họ tham gia vô gì hết và mình chỉ chọn một cái phần mềm hay một cái công nghệ gì đó xong rồi mình về uh, mình nói là thôi bây giờ sắp tới công ty có cái dự án này nè các anh chị uh, enjoy vô, này, các anh chị thay đổi ngay thì lúc đó nó cực kỳ khó để người ta uh, thay đổi và cũng như người ta tiếp cận những cái, cái mới đó uh, do đó là trong cái giai đoạn chuyển đổi số là làm sao đó để cho họ đưa ra được cái ý tưởng và cái chuyển đổi số đó là cái chuyển đổi số của họ và chuyển đổi số trong tương lai cho họ chứ không phải là của công ty hay là của tư vấn hay là của bất kỳ một cái đơn vị nào thì lúc đó thì những cái chuyển đổi số những cái dự án chuyển đổi số của mình sẽ chắc chắn là sẽ thành công chúng ta đã được biết là cái quá trình chuyển đổi số của chúng ta là diễn ra rất là dài qua rất là nhiều năm thì trong mỗi năm như vậy thì mỗi thì doanh nghiệp cũng đều có những cái sự thay đổi về mặt quản trị thay đổi về mặt chiến lược thay đổi về mặt tái cấu trúc thay đổi về mặt vận hành vân vân thì như vậy thì để mà cái 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 việc chuyển đổi số của chúng ta nó hiệu quả và nó đúng với cái hoạt động của doanh nghiệp thì hàng năm chúng ta phải review cái kế hoạch cái lộ trình chuyển đổi số đó để coi thử nó có còn phù hợp hay không hay là các cái thứ tự ưu tiên mình sắp xếp năm ngoái đó năm nay mình coi thử gì thì nó có còn phù hợp với cái những năm sắp tới hay không hay là chúng ta cái mục tiêu mới thì chúng ta phải ép thêm cái cái dự án chuyển đổi số mới vào để cho nó phù hợp với cái mục tiêu của công ty. Đó thì một số cái chia sẻ liên quan đến cái ý nghĩa cũng như là về cái môi trường thuận lợi của chuyển đổi số ở Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn anh Hạnh với những chia sẻ rất quý báu về những bài học kinh nghiệm cũng như là cách thức mà Thiên Long đã tận dụng những điều kiện thuận lợi để bắt đầu quá trình chuyển đổi số cũng như những gợi ý của anh Hạnh trong quá trình xây dựng lộ trình chuyển đổi số và những ý nghĩa đặc biệt là khi chúng ta xây dựng lộ trình chuyển đổi số nó sẽ có tác dụng thế nào Cho toàn bộ quá trình chuyển đổi số mà Thiên Long đang thực hiện Thì tôi nghĩ rằng các doanh nghiệp khác cũng có những cái cách tiếp cận của mình Để làm sao có thể nắm bắt những cái cơ hội như anh Hạnh cũng vừa chia sẻ Hoặc họ cũng có những cái điều kiện thuận lợi khác Với những cái thế mạnh riêng của mình để có thể chuyển đổi số Và sau đây thì tôi sẽ xin được mời sự chia sẻ đến từ SCP, đến từ anh Dũng là trong quá trình thực tiễn khi scp đi cùng các doanh nghiệp và khách hàng của mình thì scp cũng như cá nhân anh dũng thấy rằng cách đi của các doanh nghiệp xác định từ chiến lược hay định hướng trong cái mục tiêu kinh doanh của mình với những cái hiện trạng thì cái cách nào có thể xây dựng được cái cầu nối giữa chiến lược cũng như quá trình triển khai thực tế à, xin mời anh dũng sẽ chia sẻ và chúng ta đến với câu chuyện của scp à, xin cảm ơn anh ngọc thế thì thực tế như đúng như anh hạnh có vừa chia sẻ chuyển đổi số nó phải à, phục vụ cho mục tiêu kinh doanh của của doanh nghiệp, đúng không ạ? Mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp là đó có thể đó có thể là tăng doanh thu, đó có thể là tăng à, tập khách hàng hay là tối ưu hóa về mặt chi phí. thế thì cái cái lộ trình chuyển đổi số nó phải gắn chặt, nó để phải nó phải phục vụ được cái mục tiêu kinh doanh à, đó của doanh nghiệp. tuy nhiên thì cái danh sách những cái dự án, những cái ý tưởng về chuyển đổi số thì có rất là nhiều, trong khi cái nguồn lực của doanh nghiệp thì hạn chế đúng không ạ, hạn chế về mặt con người, hạn chế về mặt uh, tài chính, hạn chế về mặt thời gian. Do đó là còn mình cần có một cái lộ trình chuyển đổi số phù hợp và cái lộ trình chuyển đổi số này đúng như anh chị chia sẻ là nó phải nó nó đặc thù cho từng doanh nghiệp, nó không có một cái khuôn mẫu uh, khuôn mẫu chung nào cả. ở góc độ của 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 SAP, khi nhìn vào cái cách thức mà doanh nghiệp thực hiện uh, xây dựng một cái lộ trình chuyển đổi số thì, thì có hai cái điều kiện, uh, có hai cái ý chính mà SP muốn chia sẻ ở đây thứ nhất đó là gì đó là phải xây dựng một cái lộ trình chuyển đổi số toàn diện đó là một cái lộ trình chuyển đổi số tổng thể có cho một cái tầm nhìn từ 3 đến 5 năm để làm sao gắn chặt được cái các cái ý tưởng chuyển đổi số với mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp lộ trình chuyển đổi số đó là một cái quá trình dài nó không phải một sớm một chiều do đó mình cần phải có một xây dựng được một cái chiến lược tổng thể tuy nhiên khi mình bắt tay vào hành động thì mình cần phải hành động nhanh và gọn tức là gì mình xác định được ngay những cái ý tưởng chuyển đổi số mà mình có thể bắt đầu thực hiện và mình kết thúc được nhanh chóng và mình nhanh chóng mình nhìn được cái giá trị, cái cái business value mà cái dự án chuyển đổi số đó mang lại. Có như vậy thì nó mới mang được là cái động lực để doanh nghiệp tiếp tục trên cái hành trình à, chuyển đổi số. À, một cái ý thứ ba nữa ở đây mà tôi muốn chia sẻ đó là gì? Trong quá trình mà xây dựng cái lộ trình chuyển đổi số thì nên có nên hay không là cần một đối tác tư vấn về chiến lược chuyển đổi số. À, thì cái ý tưởng này thì nó cũng cái câu trả lời cho cái cho cái ý này nó cũng sẽ phụ thuộc vào tình hình của từng doanh nghiệp với những doanh nghiệp mà mà họ đã xác định rõ ràng được cái hành trình chuyển đổi số của mình rồi họ có những chuyên gia đúng không ạ hiểu rõ về ngành nghề về thị trường về thách thức về xu hướng thì những doanh nghiệp đó có thể xác định ngay à tôi cần làm à, à, cái này trước cái này sau thì khi đó họ có thể bắt tay ngay vào những dự án chuyển đổi số tuy nhiên có những doanh nghiệp mà đâu đó vẫn có những khó khăn trong việc phải xác định về cái định hướng tiếp theo là gì cái thách thức cái xu hướng của thị trường là gì thì doanh nghiệp có thể à, cần đến sự trợ giúp của đối tác tư vấn chuyển đổi số để giúp doanh nghiệp nhìn rõ hơn về cái xu hướng của thị trường cũng như là những cái thách thức và những đâu là những cái mà doanh nghiệp cần ưu tiên cái nguồn lực của mình vào thì đó là ba cái ý mà 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 tôi muốn chia sẻ ở đây. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ đến từ anh Dũng cũng như là SCP à, và đặc biệt anh Dũng cũng nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của việc xây dựng một cái bài toán tổng thể và cái bài toán tổng thể với chiến lược sẽ đã đóng vai trò là một cái điểm mấu chốt và nó cũng sẽ là cái định hướng để chúng ta xác định cái cầu nối giữa chiến lược kinh doanh, à, chiến lược tái cấu trúc cũng như là các cái mục tiêu cần triển khai, cũng như anh Dũng cũng nhấn mạnh rằng là doanh nghiệp nên cân nhắc xem với nguồn lực của mình nếu như chúng ta còn đang có những điểm mà chúng ta lăn tăn, chúng ta có những cái điểm chưa rõ thì việc đồng hành với một đối tác để có thể hỗ trợ xây dựng được một cái lộ trình chuyển đổi số tổng thể là một điều rất nên làm. Với câu chuyện về chuyển đổi số hay là kế hoạch chuyển đổi số, nó là một cái điểm quan trọng để thực thi làm sao cho nó hiệu quả vậy thì cái phương pháp nào để doanh nghiệp có thể xây dựng một lộ trình chuyển đổi số thành công như anh hạnh và anh dũng cũng vừa chia sẻ là các doanh nghiệp luôn có những đặc thù riêng của mình do vậy việc xây dựng tìm kiếm một cái phương pháp luận để có thể triển khai phù hợp với những đặc thù là những gì mà doanh nghiệp cần cân nhắc chúng ta sẽ cùng đến với sự chia sẻ của anh minh với góc độ là giám đốc tư vấn của công ty tư vấn chuyển đổi số fpt thì fpt digital hiện nay đang có những cách tức tiếp cận thế nào hay hỗ trợ thế nào cho các doanh nghiệp trong việc xây dựng lộ trình chuyển đổi số? Xin mời anh Minh cùng chia sẻ với chúng ta. À vâng, cảm ơn anh Ngọc. À, thứ nhất là tôi cũng muốn nói rằng là rất là chia sẻ và đồng ý với tất cả những cái chia sẻ của anh Hạnh và anh Dũng đã nói. À, thì xin mở rộng thêm một chút thông tin đấy là à, không phải chỉ riêng Việt Nam mà rõ ràng là chuyển đổi số là một xu hướng trên toàn thế giới. À, một khảo sát mới đây của Unintwang cho thấy rằng là 61% các nhà lãnh đạo của doanh nghiệp thì cho rằng là họ cần phải thực hiện chuyển đổi số như là một cái hướng đi chiến lược trong tương lai và 68% người ta cho rằng những cái trọng tâm đầu tư sẽ là vào dữ liệu, vào công nghệ và những cái ứng dụng cho chuyển đổi số. À, thế thì khi mà mình nhìn nhận rằng nó là một xu hướng bắt buộc rồi. À, tuy nhiên là khi mà trong quá trình thực tế làm việc với rất nhiều cái doanh nghiệp tại Việt Nam thì chúng tôi thấy rằng là có một khoảng cách đâu đó giữa những cái định hướng và chiến lược về chuyển đổi số cũng như những cái hành động và kế hoạch thực thi cụ thể. Có nghĩa là rất nhiều nhà lãnh đạo người ta có những định hướng và chiến lược và mong muốn tuy nhiên người ta chưa biết cách là biến nó thành những hành động cụ thể như thế nào và điều đó thì gây ra một cái khó khăn rằng là về những vấn đề liên quan đến việc đảm bảo nguyên lực cũng như là những cái kế hoạch khi mà triển khai thực hiện công việc chuyển đổi số tại doanh nghiệp à, do vậy là à, về mặt các nhà đơn vị tư vấn thì chúng tôi luôn khuyến nghị các doanh nghiệp rằng à, trước khi bắt tay vào một chương trình chuyển đổi số thì hãy nên suy nghĩ về một cái kế hoạch và một cái lộ trình cụ thể rõ ràng thì đây là một yếu tố rất là quan trọng để đảm bảo cái chương trình chuyển đổi số nó sẽ thành công một cách toàn diện và có tính liên kết lâu dài. À, thế thì về những yếu tố thành công trong một cái lộ trình thì tôi cho rằng là nó cần rất nhiều yếu tố như anh Hạnh và anh Dũng cũng đã chia sẻ. À, tuy nhiên ở đây thì tôi cũng muốn nói rằng có ba yếu tố mà tôi cho rằng nó rất là quan trọng. À, yếu tố thứ nhất đó là một cái lộ trình thì nó cần phải có tính kế thừa, à, nghĩa là doanh nghiệp trước khi bắt tay vào một chương trình chuyển đổi số thì hãy cần xác định rõ ràng. À, điểm xuất phát của chúng ta đang ở đâu, những cái mục tiêu, những cái mốc mà chúng ta hướng tới trong 1 năm, 3 năm và 5 năm, năm tới là gì Thì khi mà chúng ta đã hình thành được một cái mục tiêu rất là rõ ràng Thì toàn bộ cái quá trình và những kế hoạch thực hiện của chúng ta sẽ được bám sát theo mục tiêu và đảm bảo rằng cái lộ trình sẽ dẫn dắt chúng ta tới cái thành công mà chúng ta mong muốn à, Cái điều thứ hai mà tôi cho rằng nó cũng rất là quan trọng với các doanh nghiệp à, Đó là trong quá trình chuyển đổi số tuy nhiên là chúng ta vẫn phải đảm bảo những cái công việc vận hành hàng ngày đúng không ạ À, chúng ta không phải chỉ hướng tới tương lai mà chúng ta cũng cần quan tâm những vấn đề hiện tại nữa thế thì làm thế nào để cái chương trình chuyển đổi số nó không ảnh hưởng tới những cái công việc vận hành hiện tại làm thế nào để nó hướng tới những cái mục tiêu xa và phát triển giúp doanh nghiệp có thể phát triển trong tương lai tuy nhiên vẫn đảm bảo rằng những công việc hiện tại của chúng ta vẫn kể có thể thực hiện một cách tốt đảm bảo những cái doanh thu những cái lợi nhuận mà chúng ta đang cần có hàng ngày nó vẫn đạt được đảm bảo thì đấy cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng thì cái việc đó cũng cần chúng ta suy tính và sắp xếp một cái lộ trình cho nó rất là phù hợp cái yếu tố thứ ba là về vấn đề con người như anh hạnh nói mà ở đây thì tôi muốn nhấn mạnh về vấn đề là các cái nhà lãnh đạo lãnh đạo của doanh nghiệp cần phải thực hiện vai trò là người truyền lửa để cái chương trình chuyển đổi số nó được thấm nhuần từ các cấp lãnh đạo cho tới những cái người nhân viên thấp nhất trong doanh nghiệp tại sao lại cần như vậy bởi vì là chương trình chuyển đổi số là một chương trình dài hơi và cần sự hợp lực vì vậy cho nên là khi mà chúng ta huy động được tất cả những cái sáng tạo những cái sự nhiệt huyết của anh chị em trong cán bộ công nhân viên trong công ty cùng tham gia thì chúng ta mới đảm bảo được rằng đây là một cái chương trình chuyển đổi số mà nó huy động được sức mạnh của tập thể, nó phục vụ cho cái hoạt động chung của doanh nghiệp và hướng tới được cái lợi ích của tất cả mọi người thì đây cũng là một cái vấn đề cực kỳ quan trọng để mà đảm bảo rằng chương trình chuyển đổi số nó có thể mang lại lợi ích cho tất cả và nó sẽ hướng tới thành công của chung của doanh nghiệp thì đấy là ba cái yếu tố mà tôi cho rằng rất là quan trọng để đảm bảo một cái lộ trình nó có thể thành công vâng rất cảm ơn anh minh với những khuyến nghị về cách thức tiếp cận và xây dựng lộ trình chuyển đổi số đặc biệt anh nhấn mạnh đến ba yếu tố để đảm bảo thành công với các doanh nghiệp và chúng ta thấy rằng từ những chia sẻ của anh hạnh anh dũng và anh minh thì những điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp có thể thực hiện chuyển đổi số cũng như sự cần thiết về một kế hoạch một lộ trình triển khai tổng thể đây là những điều mà doanh nghiệp rất nên chú ý để quá trình chuyển đổi số được diễn ra một cách Tốt đẹp và đạt đến đúng mục tiêu. Cũng như các doanh nghiệp nên cân nhắc thiết kế cái lộ trình này với sự kế thừa, sự cẩn trọng từng bước thực hiện với cái sự đồng lòng của toàn bộ tổ chức và sự ủng hộ của ban lãnh đạo doanh nghiệp. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với câu chuyện chuyển đổi số thực tế của Thiên Long. Anh Hạnh có thể chia sẻ giúp cho tôi xem những kinh nghiệm chuyển đổi số trong quá trình anh thực hiện thế nào với tập đoàn và có những bài học kinh nghiệm nào được đúc rút ra trong quá trình khi anh thực hiện chuyển đổi số để các quý vị khán giả các doanh nghiệp hiện nay đang quan tâm đến quá trình chuyển đổi số lắng nghe được những cái thực tiễn mà Thiên Long là một trong những tập đoàn đầu tiên đã xây dựng chiến lược số chuyển đổi số một cách bài bản nhất à, xin mời anh hạnh cảm ơn câu hỏi của anh Ngọc à, Thiên Long đặc biệt là anh cô gia thọ chủ tịch tập đoàn Thiên Long rất là ưu tiên ưu mạnh à, chuyển đổi số trong doanh nghiệp cũng như là ứng dụng à, công nghệ để tăng gia tăng cái hiệu quả sản xuất kinh doanh của tập đoàn À, cụ thể năm 2012 thì Thiên Long là à, một trong những doanh nghiệp đầu tiên và ứng dụng à, hệ thống quản trị SDP à, vào à, công tác quản trị điều hành của tập đoàn. Tiếp theo những năm sau đó thì chúng tôi à, số hóa cái hệ thống quản trị nguồn nhân lực cũng như là đầu tư các, các công nghệ à, bán hàng à, trên thiết bị di động cho toàn bộ các anh em sale ngoài thị trường. À, năm 2018 thì chúng tôi mở rộng cái kênh bán hàng thương mại điện tử à, với việc xây dựng cái hệ thống à, Office com Sau đó thì chúng tôi cũng đã phát triển các cái shop bán hàng ở trên các trên cái nền tảng thương mại điện tử lớn ở tại Việt Nam như là Shopee, Tiki, Lazada. Hiện giờ thì các cái sản phẩm cũng như các cái shop ở trên các cái sàn của chúng tôi cũng được đánh giá rất là cao và doanh số cũng đã hàng năm cũng đã tăng với tỷ trọng rất là lớn. À, tuy nhiên không dừng lại ở đó thì uh, Thiên Long xác định cái việc phát triển bền vững và lâu dài năm 2020 thì chúng ta đã tôi đã đưa ra mục tiêu một vạn tỷ trong năm năm tới à, với có mục tiêu à, một vạn tỷ đó thì chúng tôi cũng sẽ thiết lập thiết lập chiến lược về hoạt động kinh doanh về à, tập khách hàng về ngành nghề mới nghề về sản phẩm mới với à, hiện đại hóa các chuỗi cung ứng cũng như là nâng cao cái tự động hóa trong nhà máy và cái tình hình à, công nghệ cũng như là cái nhu cầu nhu cầu À, cho cái việc phát triển trong tư tiễn này thì uh, Thiên Long nhờ cái sự hỗ trợ của FPT và uh, chúng tôi đã tiến hành xây dựng cái lộ trình chuyển đổi số để đáp ứng cho cái mục tiêu 5 uh, năm, năm tới cũng như nó phù hợp với công nghệ trong cái thời kỳ phát triển rất là nhanh uh, trong giai đoạn này chúng tôi cùng với FPT bắt tay vô cái giai đoạn uh, để mà xây dựng, chuẩn bị và xây dựng cái lộ trình chuyển đổi số cho Thiên Long trong giai đoạn này uh, chúng tôi cùng tập trung vô ba, vô bốn chính, mà cũng như anh Minh và anh Dũng chia sẻ đó là về thứ nhất là cái định hướng chiến lược của Thiên Long năm năm tới như thế nào. Hiện tại Thiên Long à, có những cái yêu cầu, có những cái gì cần phải kết mai hay là cần phải à, cải thiện nó và nó cũng như là những cái gì là nó cản trở Thiên Long thiên là phát triển à, ở hiện tại cũng như tầm cũng như này và yếu tố thứ ba à, chúng tôi tập trung trong cái giai đoạn mà chuẩn bị cũng như phân tích giai đoạn, giai đoạn chuyển đổi số đã lợi về con người à, trong về yếu tố con người thì công người đã à, hỗ trợ chúng tôi để mà đào tạo nâng cao cái kiến thức về chuyển đổi số, chuyển số à, cho à, nhân viên, viên và à, giúp tổ chức các cái cuộc sát để giúp cho à, nhân viên à, cùng với à, à, tư vấn cũng như với team it à, để mà cùng nhau đưa ra các cái ý tưởng chuyển đổi số cũng như là cùng đưa ra cái cách giải quyết khi mà ứng dụng cái công nghệ vô như thế nào để nhân viên họ hình dung được rằng là chuyển đổi số nó sẽ giúp được gì cho họ và họ thụ hưởng được gì qua những cái chuyện chuyển, chuyển đổi số trong tương lai à, thì để tăng cái tính cam kết của à, nhân viên khi mà thực hiện các cái dự án chuyển đổi số và đặc biệt như anh Thọ anh cũng có một cái quan điểm rất là hay đó là anh luôn luôn chia sẻ là việc chuyển đổi số như thế nào của Thiên Long như thế nào ở trong tương lai là do người Thiên Long quyết định. Do đó các anh chị và cán bộ công nhân viên phải tập trung vô và phải suy nghĩ cái cách mình chuyển đổi như thế nào để cho nó hiệu quả nhất cho mình. Tư vấn FPT hoặc là các cái đối tác bên ngoài rất là cần thiết. Họ sẽ cung cấp cho mình cái phương pháp để làm sao là mình xác định được cái nhu cầu của mình nó chính xác, phương pháp làm sao để cho cái lộ trình nào đánh giá cái lộ trình chuyển đổi số cũng như cái sáng kiến số đó nó đem lại hiệu quả hay không, nó có cần thiết hay không và đặc biệt tư vấn bên ngoài thì à, họ sẽ có những cái kiến thức về công nghệ, cái kiến thức về xu hướng thị trường, cái kiến thức về à, các cái yếu tố à, về khía cạnh thị trường bên ngoài, cho nên là họ sẽ đem thêm cái giá trị cho mình về công nghệ rất lớn và đặc biệt nữa là về họ có những cái kiến thức về chuyển đổi số để họ giúp cho nhân viên mình nâng cao cái chuyển đổi số chuyển đổi số như thế nào là chính là người thiên long thì nó có hiệu quả đó là cái, cái lời chia sẻ của anh thọ đối với cán bộ công nhân viên cũng vậy à, cho nên là trong cái giai đoạn chuyển đổi số thì tất cả mọi người trong công ty phải cùng phải làm việc cùng phải đưa ra sáng kiến cùng phải cùng nhau góp phần xây dựng ra cái hệ thống trong tương lai nó như thế nào thì lúc đó nó sẽ thác sát với cái thực tế của thiên long hơn và nó sẽ mang cái giá trị mà người nhân viên cũng biết được là khi ứng dụng vô nó sẽ đem lại giá trị gì và như fpt cũng đã giúp cho chúng tôi để mà thực hiện các cái bước cũng như là giúp cho nhân viên họ nhìn thấy được cái việc đó và giúp cho thiên long cũng có một cái bức tranh một cái lộ trình mình biết rằng là mình đi hàng năm nó sẽ như thế nào và tuy nhiên cái lộ trình đó thì chúng tôi cũng sẽ review cũng như là À, sẽ đánh giá hàng năm và đặc biệt ở Thiên Long thì có một cái à, yếu tố nữa để mà trước khi mình chuyển đổi, mình thực hiện một cái dự án chuyển đổi số ở Thiên Long đó là chúng tôi đã có lộ trình rồi nhưng mà khi thực hiện một dự án chuyển đổi số thì chúng tôi tiếp tục review tiếp và đánh giá cái hiệu quả của cái dự án đó như thế nào trước khi à, quyết định là có đầu tư cái dự án đó hay không cho nên là khi mà trước khi triển khai cái dự án chúng tôi là check thêm một lần nữa review tiếp một lần nữa cùng với các bộ phận phòng ban để xem xét cái hiệu quả của cái việc triển khai đó như thế nào và hiệu quả đó chứng minh bằng cụ thể là các cái hoạt động của các phòng ban sẽ thay đổi như thế nào thực hiện giảm tiết giảm chi phí như thế nào hay là rút ngắn được công đoạn gì để chứng minh cho cái hiệu quả khi mình bỏ ra cái số tiền như thế này thì cái hiệu quả mang lại nó có phù hợp hay không hay là cái này chúng ta đầu tư cho cái việc phát triển cho tương lai thì uh, sau khi chúng tôi cùng với sự hỗ trợ của FPT uh, xây dựng lộ trình chuyển đổi số uh, vào giữa năm 2021 thì chúng tôi uh, bắt đầu triển khai một số cái dự án uh, sau cái uh, trong cái lộ trình chuyển đổi số A uh, và cũng uh, không biết là nó hơn hay là uh, nó vô tành. Nhưng mà cái điều kiện thuận lợi của chúng tôi đưa ra trong cái lúc mà chuyển đổi số ở hai cái dự án đó là nó vô tình là nó khớp với cái việc là Covid ập đến và dự án chuyển đổi số đó nó vô tình là nó phù hợp với cái cái việc giải quyết cái bài toán của Covid luôn. Đó là Office 365 và hệ thống và trung tâm cái ký diệt online của tập đoàn. Và chúng tôi đưa vô triển khai hai cái dự án này trong khoảng khoảng 2 tháng. Và hầu như là 100% các cái chứng từ cũng ký yêu cầu ký duyệt vân vân của Thiên Long là đã chạy quốc trên cái hệ thống đó hết, online hết. À, bỏ hết tất cả các cái giấy tờ liên quan đến ký duyệt trình phương án à, đầu tư nhà máy vài trăm tỷ tôi, bọn tôi cũng duyệt ở trên hệ thống đó hết. Và cái hệ thống Office 365 thì có thể nói là Thiên Long đã ứng dụng của Office 365 năm rất là triệt để và hiện giờ hầu như cái thời gian của những người làm việc văn phòng làm việc trên team nhiều hơn làm việc trên các cái nền tảng khác. Trên team chúng tôi à, sử dụng team để hội họp cũng như là để chia sẻ thông tin rồi để, để à, trao đổi công việc và để à, làm việc quốc team hợp với nhau ở trên đó rất là nhiều. Các cái cuộc họp của Thiên Long bây giờ không cần phải làm biên bản họp nữa. Và tất cả đều cọt lại trên đó và giống như chi tiết hơn của biên bản cho nên khỏi cần làm biên bản luôn. À, thì ứng dụng rất là triệt để cái việc à, sử dụng Office 365 và nó làm cho cái à, tương tác cũng như là Uh, cái khoảng cách làm việc giữa nhân viên với nhau không còn khoảng cách nữa. song song với đó thì chúng tôi tiếp tục phải nâng cấp cái co co đi digital co của của Thiên Long để chuẩn bị sẵn sàng cho việc ứng dụng tiếp các cái giải pháp chuyển đổi số trong tương lai. Uh, chúng tôi cùng với FPT cũng đã uh, bắt đầu triển khai uh, việc nâng cấp cái hệ thống stB Hana và một số các cái module mới để hỗ trợ cho công tác quản trị điều hành. Để phục vụ cho cái nhu cầu sẽ sẽ phát triển các cái cái cái, cái giải pháp chuyển đổi số trong tương lai. với cái chiến lược mà 10.000 tỷ của Thiên Long à, trong 5 năm tới chúng tôi cần phải hiện đại hóa cái chủ cung ứng và Thiên Long đang à, tập trung đầu tư cái hệ thống kho trung tâm ở tại miền Nam. Và sắp tới chúng tôi cũng sẽ à, hiện đại hóa cái việc chủ cung ứng trong các khâu vận hành, logistics và kho bãi chúng tôi sẽ đầu tư các cái hệ thống liên quan đến uh, warehouse management và trên station để hỗ trợ cho cái chuỗi supply chain hoạt động hiệu quả hơn uh, trong cái điều kiện tình hình mà các cái doanh nghiệp cũng đang phát triển rất là nhiều kênh đa kênh bán hàng rất là nhiều các cái phương thức để tiếp cận với khách hàng khác nhau thì thiên long cũng xác định uh, sẽ nghiên cứu cũng như là sắp sắp tới đây thì thiên long cũng sẽ ra một cái mô hình, số các cái mô hình bán hàng mới và cụ thể như là chúng tôi uh, đang triển khai cái bán hàng uh, trên máy bán hàng tự động và giống như các anh chị thấy là chúng ta đi các trung tâm thương mại thì chúng ta uh, mua hàng trên các máy tự động uh, ở trong các cái trung tâm thương mại ví dụ như mua lon nước ngọt Pepsi hay Coca-Cola thì Thiên Long cũng có cái máy bán hàng tự động giống như các cái hãng đó. Uh, đồng thời chúng tôi uh, cũng phát triển các cái kênh bán hàng mới theo mô hình D2C và sắp tới chúng tôi sẽ xây dựng một cái hệ thống sale platform để phục vụ cho cái nhu cầu bán hàng đa kênh của tập đoàn cũng dự kiến rằng cái dự án này cũng sẽ thực hiện trong năm nay để chúng tôi tiếp cận với nhiều cái đối tượng khách hàng hơn cũng như là tối ưu hóa cái hệ thống chuỗi cung ứng cũng như là cái hệ thống logistics của của, của tập đoàn thì đó là những cái mục tiêu mà về sale trong cái thời gian ngắn mà chúng tôi sẽ đầu tư các cái hệ thống cũng như là thay đổi cái mô hình mở rộng các cái mô hình sale để đáp ứng với cái xu hướng phát triển cũng như là cái trải nghiệm của khách hàng ở trong cái môi trường mà công nghệ rất là phát triển như hiện nay phải nói là thiên Long đã có những bước đi vô cùng mạnh mẽ bắt đầu từ rất sớm nhưng không chỉ dừng lại ở câu chuyện bắt đầu từ sớm mà Thiên Long có những kinh nghiệm đúc rút trong toàn bộ quá trình xây dựng lại về chiến lược chuyển đổi số của mình. Và đặc biệt hơn nữa là với cái chiến lược đúng đắn cũng như là cách xây dựng hợp lý thì Thiên Long vô hình chung đã vượt qua được những rào cản, những khó khăn đến từ bối cảnh Covid của những năm 2020 và những năm 2021 cũng như là sẵn sàng với những mục tiêu về 10.000 tỷ trong 5 năm tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu chuyện của SCP. Vậy với góc độ là một công ty cung cấp giải pháp, thì anh Dũng thấy rằng có những thách thức nào mà các doanh nghiệp thường hay gặp phải trong quá trình xây dựng cái lộ trình cũng như là quá trình triển khai về việc chuyển đổi số này và đâu là những đảm bảo yếu tố, những cái yếu tố đảm bảo thành công mà SCP đã đúc rút rất nhiều năm trong quá trình xây dựng một cái hệ thống thông tin quản trị tổng thể của doanh nghiệp. À, xin mời sự chia sẻ của anh Dũng. À, cảm ơn anh Ngọc với câu hỏi. Thế thì ở uh, góc độ SCP ở đây thì tôi cũng muốn chia sẻ đến đầu tiên là nói về những cái thách thức khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình xây dựng một cái lộ trình chuyển đổi số cũng như là trong quá trình hiện thực hóa cái dự án chuyển đổi số đó. Thì ở đây tôi có chia sẻ uh, ở ba cái ba cái giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên đó là giai đoạn trước khi triển khai. Thế thì cái thách thức đầu tiên đối với doanh nghiệp này làm thế nào xác định được đúng cái ưu tiên của mình là gì và làm sao chọn được đúng cái giải pháp để giải quyết được cái ưu tiên đó, cái thách thức đó. Đúng không? Ạ? Giải pháp trên thị trường thì uh, thì có nhiều và nên làm sao mình chọn được cái giải pháp nó phù hợp với doanh nghiệp của mình thế thì cái chia sẻ của Esip ở đây là gì cái giải pháp mà doanh nghiệp cần lựa chọn đấy đó là phần một giải pháp có tính chuyên ngành cao nó phù hợp với cái ngành nghề của doanh nghiệp mình ví dụ cũng là về ngành sản xuất nhưng mà ngành sản xuất dây dạc nó khác sản xuất theo quy trình nó khác đúng không ạ hay làm giải pháp về ERP cho ngành bán lẻ nó sẽ khác với ERP cho ngành sản xuất thế thì cái cái kiến thức chuyên ngành những cái thực tiễn tốt nhất theo ngành mà giải pháp nó có thể đáp ứng đó là một những tiêu chí mà SCB cho rằng rất là quan trọng khi mà doanh nghiệp lựa chọn giải pháp sau khi giải quyết được vấn đề là chọn đúng giải pháp thì cái thách thức thứ hai đối với doanh nghiệp đó là làm sao chọn được đúng đối tác để có thể hiện thực hóa được cái giải pháp đó cho doanh nghiệp đúng không ạ? Đối tác đấy cần phải là một đối tác mà có kinh nghiệm đã triển khai cho những doanh nghiệp cùng ngành nghề đúng không ạ? Đối tác đấy cần phải là người mà không chỉ là triển khai giải pháp mà còn đóng vai trò là tư vấn giải pháp cho doanh nghiệp từ góc độ là tối ưu hóa về cơ cấu tổ chức tối ưu hóa về quy trình nghiệp vụ đó, thì đối tác có kinh nghiệm là một cái yếu tố rất quan trọng và làm sao mà thách thức đối với doanh nghiệp là sao chọn được đúng cái đối tác đó cái thách thức thứ ba đối với doanh nghiệp à, thường là liên quan đến khâu à, chi phí đầu tư cái chi phí đầu tư cho một giá chuyển đổi số thì nó không phải là nhỏ đúng không ạ và à, ở góc độ doanh nghiệp thì làm sao mà tôi thấy cái chi phí đấy nó phải được tối ưu và doanh nghiệp cần phải thấy được cái lợi ích mang lại một cách rõ ràng nhất và và nhanh nhất thế thì để giải quyết được cái thách thức này thì cái business case cái 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 tại sao tôi cần phải triển khai dự án này lợi ích nó mang lại là gì thì trả lời được câu hỏi đó thì đóng một vai trò rất là quan trọng và liên quan đến thời gian triển khai dự án dài thì bài toán là làm sao cần phải chia nhỏ ra để mình có thể nhanh chóng mình có được những cái quick win những cái dự án triển khai trong một thời gian ngắn và giúp à, lãnh đạo cũng như doanh nghiệp nhìn thấy được cái giá trị nó mang lại từ đó tạo nên động lực để tiếp tục cái hành trình chuyển đổi số ở một góc độ là chung hay là dài hạn thì đây là ba cái thách thức trong uh, ở giai đoạn mà trước khi triển khai. Thì khi uh, đi vào triển khai dự án thì doanh nghiệp cũng có rất nhiều thách thức và ở đây uh, có ba cái thách thức tiêu biểu mà tôi muốn chia sẻ. Cái đầu tiên đó là gì? Đó là liên quan đến cái me set triển khai dự án. Bởi vì khi mình triển khai một dự án có nghĩa là bằng uh, mình đang cố gắng mình áp dụng được những cái tri thức, những cái thực tiễn tốt nhất đã được đúc kết đúng không ạ? vào trong doanh nghiệp của mình. Cái cái việc áp dụng này nó có rất nhiều thách thức, nó Uh, sẽ có những cái tác động, có những cái thay đổi liên quan đến cơ cấu tổ chức, liên quan đến quy trình, nghiệp vụ hiện tại của doanh nghiệp. Vậy thì làm thế nào doanh nghiệp thích ứng được với những cái thay đổi này? Cái thách thức thứ hai đó là gì? Uh, rất nhiều giải pháp hiện tại, uh, hiện nay thì nó có xu hướng là đi theo cloud và triển khai dự án trên môi trường cloud thì nó có những cái sự khác biệt nhất định, cơ bản đối với việc triển khai dự án uh, theo cách thức truyền thống là trên là trên on-prem. Thế thì bản thân doanh nghiệp cũng phải uh, trang bị cho mình cũng như là cái đối tác triển khai cũng phải trang bị cho mình cái kiến thức những cái công cụ để mà triển khai dự án trên cloud được một cách thuận lợi và cái thách thức thứ ba liên quan đến việc là khi đưa bất kỳ một cái giải pháp nào vào doanh nghiệp thì cái độ phù hợp không bao giờ được 100%. Bao giờ nó cũng có những cái chỉnh sửa, những cái tùy chỉnh đúng không ạ? Và những cái chỉnh sửa tùy chỉnh này nó sẽ gây ra những cái nó sẽ có một số những tác động liên quan đến bài liên quan đến việc là uh, vận hành hệ thống liên quan đến bảo trì, nâng cấp hay là nó làm phức tạp thêm những cái quy trình của doanh nghiệp mình nó đi xa khỏi những cái chuẩn mực. Thế thì doanh nghiệp sẽ cần một cái bộ phận gọi là cái ban quản lý thay đổi. Cái ban quản lý thay đổi này cần phải rất là mạnh, rất là sâu sát và quyết liệt để đảm bảo rằng là những cái thay đổi nào cần thiết, nó là thực sự cần thiết và nó là hợp lý thì mới được triển khai. Thì đây là ba cái thách thức uh, thường gặp uh, đối với doanh nghiệp khi mà triển khai dự án. Tuy nhiên khi triển khai dự án rồi thì cái hành trình chuyển đổi số nó chưa kết thúc khi mà dự án đã triển khai xong được nghiệm thu đi và đi vào vận hành thì doanh nghiệp cũng có những cái thách thức để làm sao mình tận dụng mình cái hệ thống đấy một cách tối ưu nhất mà đem lại những cái hiệu quả cho doanh nghiệp ở đây nó có những vấn đề liên quan đến việc là tính sử dụng hệ thống cái mức độ sử dụng của người dùng đối với hệ thống làm sao được đảm bảo là cao à, và cái thứ hai là liên quan đến việc mình cần phải có thường xuyên đánh giá lại cái độ hiệu quả của hệ thống ví dụ như là thời gian làng lưu kho là bao nhiêu lâu, thời gian thu hồi công nợ là bao nhiêu lâu, mình đánh giá xem là mình có được có những cái KPI đó có được cải thiện hay không so với những doanh nghiệp cùng ngành, đúng không? mình cần phải đảm bảo cái tính uh, nâng cấp cái tính hiệu quả nó được cải thiện, uh, cái việc đánh giá đó có thể đánh giá thông qua hàng quý hay là nửa năm một. cái thứ tự thứ hai sau khi triển khai xong đó là gì? thông thường khi triển khai thì mình có một đội ngũ uh, bên uh, có đội dự án của của doanh nghiệp, có đội ngũ triển khai của uh, của đối tác, đúng không ạ? Thì sau khi uh, đi vào vận hành thì cái đội ngũ đấy uh, có thể là được uh, luân chuyển vị trí cái đội dự án của người ta không còn nữa trong khi là cái doanh nghiệp vẫn tiếp tục phát triển và thậm chí còn phát triển với tốc độ mạnh hơn cái quy trình nghiệp vụ nó ngày càng phức tạp cái khối lượng dữ liệu nó cũng ngày càng phức tạp hơn đúng không ạ thế thì làm thế nào để quản trị được cái hệ thống này uh, đảm bảo được hệ thống vẫn vận hành ổn định và phục vụ uh, một cách tốt nhất cho doanh nghiệp của mình và cái thách thức thứ ba đó là gì doanh nghiệp thì luôn luôn đổi mới À, hôm nay triển khai dự án như một năm sau nó có những quy trình nó sẽ thay đổi dữ liệu thay đổi thế thì à, cái sự thay đổi và mở rộng hệ thống là luôn 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 có và do đó là mình cần một cái đội ngũ mà luôn luôn support hỗ trợ doanh nghiệp để đảm bảo là đưa được những cái đổi mới đưa đưa những những cái thay đổi cần thiết à, đưa vào hệ thống một cách tối ưu nhất xuân sẻ nhất mà nó không tác động gọi là tác động xấu tác động tiêu cực đến những cái quy trình hiện tại à, mà đang chạy à, một cách ổn định thì à, đó là ba cái thách thức ở giai đoạn gọi là sau khi triển khai dự án xong. Thế thì à, để gọi là tổng kết lại cái những thách thức này, à, Thế thì à, tôi cũng muốn chia sẻ là đâu là những cái yếu tố tiên quyết để mà có thể đảm bảo cái hành trình chuyển đổi số à, được thành công. Thế thì cái đầu tiên đó là yếu tố cam kết từ từ ban lãnh đạo thì đúng giống như à, anh Minh cũng có chia sẻ lãnh đạo là người truyền lửa, hành trình chuyển đổi số thì nó rất là dài và nó gian nan thì vai trò của lãnh đạo ở đây là gì là đưa ra những cái định hướng đưa ra những cái quyết định rất quan trọng và đôi khi những cái quyết định đấy có thể nói là cũng đau đớn đối với doanh nghiệp thì lãnh đạo sẽ là cần phải là người động viên và đưa ra quyết định kịp thời cho toàn bộ uh, đội dự án và cho doanh nghiệp cái thứ hai đó là khi cái chọn giải pháp là một cái yếu tố cũng rất là quan trọng chọn đúng giải pháp dựa trên customer reference dựa trên những cái gọi là những cái thực tiễn tốt nhất của ngành thì làm sao nó phù hợp với cái bảy chọn giải pháp thì nó sẽ đúng giải pháp nó sẽ giúp rút ngắn được cái thời gian triển khai. Nó đảm ừ. bảo cái tính uh, tối ưu cái chuẩn hóa của quy trình nghiệp vụ nó được cao đúng không ạ? Và cái yếu tố thứ ba đó là chọn đúng đối tác uh, triển khai. Đó là đối tác có kinh nghiệm uh, đã được chứng minh đúng không ạ? Trong cùng ngành nghề. Và cái uh, yếu tố cuối cùng ở đây tôi muốn chia sẻ là yếu tố đảm bảo thành công đó gì? Đó là cần phải có một cái đội ngũ phụ trách cái việc quản trị sự thay đổi cũng như là tính ứng dụng của hệ thống cái user adoption đó. một hệ thống có thông minh có tốt đến mấy nhưng mà khi đưa vào vận hành mà người dùng không sử dụng hoặc sử dụng ít thì đó cũng không phải là một cái sự thành công thì đó là những cái yếu tố mà tôi muốn chia sẻ à, những yếu tố rất là quan trọng để đảm bảo cái sự thành công của à, một cái dán chuyển đổi số cho doanh nghiệp xin cảm ơn những chia sẻ của anh Dũng à, với quá trình trước trong và sau khi triển khai, triển khai một cái giải pháp cụ thể một cái giải pháp triển khai tổng thể và chúng ta thấy rằng là với bức tranh tương lai dài hạn của các doanh nghiệp thì liệu rằng doanh nghiệp là ngoài những cái hệ thống đó doanh nghiệp còn có thể cộng tác để phát triển việc chuyển đổi số mở rộng và cân nhắc thêm những cái yếu tố để có thể tạo ra được nhiều giá trị khác trong quá trình chuyển đổi số à, trong quá trình fpt digital cũng như là anh minh tham gia thì anh minh có thể chia sẻ thêm những kinh nghiệm là làm thế nào doanh nghiệp có thể làm giàu hơn và xây dựng được những cái hệ thống đa dạng hơn trong quá trình chuyển đổi số. Xin mời anh Minh. À, tôi cho rằng là tùy vào từng đặc thù của doanh nghiệp và tùy từng mục tiêu thì sẽ có những doanh nghiệp người ta đặt trọng tâm ở trong quá trình chuyển đổi số. Người ta đặt trọng tâm nhiều hơn vào bên trong hoặc là có những doanh nghiệp thì người ta đặt trọng tâm là hướng ra bên ngoài nhiều hơn. À, thế thì à, dù ở cái trọng tâm như thế nào thì chúng ta đều thấy rằng là à, doanh nghiệp thì không tồn tại một mình đúng không ạ xung quanh họ đều có những đối tác có những khách hàng có rất nhiều các bên tham gia khác nữa cho nên việc mà hình thành một cái hệ sinh thái xung quanh có sự liên kết trên môi trường số tôi nghĩ cho rằng đó là một cái vấn đề rất là quan trọng mà các doanh nghiệp cũng cần ưu tiên trong cái quá trình xây dựng lộ trình chuyển đổi số của mình à, đơn cử chúng ta thấy rằng là doanh nghiệp nào hoạt động thì cũng có các cái nhà cung cấp à, có, có các cái đơn vị cung cấp các dịch vụ các cái nguyên vật liệu nguyên cho doanh nghiệp có thể hoạt động thì làm thế nào để chúng ta kết nối được với những cái đối tác quản lý được những cái nhà cung cấp đó trên một cái môi trường số duy trì một cái sự liên kết thật là chặt chẽ thì đấy cũng là một cái uh, uh, vấn đề mà chúng ta cũng cần lưu tâm trong quá trình chúng ta suy nghĩ về cái lộ trình chuyển đổi số của mình đúng không ạ uh, hay là một góc độ khác đấy là uh, các cơ quan quản lý nhà nước như là thuế như là hải quan các đơn vị quản lý hành chính nhà nước hành chính thì uh, mình cũng luôn có những cái việc là phải giao dịch với người ta thì làm thế nào để mà cái hệ thống của doanh nghiệp có thể sẵn sàng trong cái trường hợp à, khi mà các cơ quan quản lý nhà nước người ta cũng thực hiện chuyển đổi số, người ta trở thành là một chính phủ số thì doanh nghiệp cũng có thể sẵn sàng để mà có thể giao dịch, ký kết và làm việc với các cái đơn vị quản lý hành chính nhà nước trên một cái môi trường số. Thì điều này chắc chắn là sẽ giúp ích rất nhiều cho cái việc là đơn giản hóa các cái thủ tục hành chính, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức để mà từ đó chúng ta có thể tập trung vào nguồn lực vào những cái công việc cốt lõi những cái hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp thì tôi cho rằng đó là những cái công việc mà có thể tương đối là hữu ích và có thể chúng ta nhìn nhận được rằng là có thể thực hiện trong tương lai gần. À, tuy nhiên nhìn xa hơn một chút thì tôi cho rằng là khi mà chuyển đổi số thì nó sẽ tạo ra một cái sự thay đổi rất lớn về mặt thị trường về mặt khách hàng. Tất cả những cái thói quen hành vi thị hiếu của chúng ta sẽ thay đổi. Khách hàng chúng ta sẽ thay đổi. Thế thì làm thế nào để chúng ta có thể vươn tới khách hàng, tạo ra được những giá trị mới cho khách hàng thông qua việc hợp tác với những đối tác tạo dựng những giá trị mới thì đó là một cái bài toán mà tôi cho rằng tất cả các lãnh đạo doanh nghiệp, doanh nghiệp cả các doanh nghiệp cần phải suy nghĩ tới uh, làm để mà đáp ứng được cái mục tiêu phát triển trong lâu dài và trường tồn của doanh nghiệp. Thì uh, câu chuyện rằng chúng ta uh, tận dụng những dữ liệu chúng ta đã có, tận dụng những nguồn lực chúng ta đã có trên một cái hành trình chuyển đổi số để hướng tới việc là hình thành một cái hệ sinh thái xung quanh doanh nghiệp, tạo dựng những giá trị mới, tạo dựng những cái cái cơ hội mới cho doanh nghiệp thì đó là một cái yếu tố mà tôi cho rằng là chúng ta cũng rất là quan tâm, cần quan tâm và ưu tiên trong cái hành trình chuyển đổi số của doanh nghiệp của mình. Xin cảm ơn anh Minh với những chia sẻ của mình. Như vậy là dưới những góc nhìn từ phân tích mà anh Hạnh, anh Dũng, anh Minh đã chia sẻ, chúng thấy ra, chúng ta đã thấy rằng trong bức tranh thuận lợi để chuyển đổi số, trước khi mà bước vào triển khai chuyển đổi số thì việc xây dựng một lộ trình hay một kế hoạch cho quá trình chuyển đổi số là vô cùng cần thiết, cần thiết. Nó như là một cái yếu tố bắt buộc mà chúng ta cần phải thực hiện. Nó cũng đảm bảo là sự cầu nối giữa các mục tiêu, các định hướng của chiến lược kinh doanh, chiến lược tái cấu trúc, cũng như là sự thay đổi của doanh nghiệp, doanh nghiệp với hiện trạng của doanh nghiệp. Và không chỉ việc là xây dựng một kế hoạch như thế này, mà chúng ta cần phải tiến hành điều chỉnh nó để nó theo từng mục tiêu, theo từng giai đoạn khác nhau. À, một lần nữa tôi xin được cảm ơn anh Hạnh xin được cảm ơn anh Dũng, ơn anh xin được cảm ơn anh Minh đã cùng tham gia ra và đồng hành với chương trình, cũng như cảm ơn các anh đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong quá trình tham gia vào việc xây dựng, tư vấn hoặc là thực thi quá trình chuyển đổi số tại Thiên Long hoặc là SCP và FPT Digital. À, xin mời các quý vị khán giả tiếp tục đồng hành với chương trình và theo dõi trên trang web của FPT Digital, chuyên mục Desktop để cập nhật các nội dung mới nhất. À, xin chào các quý vị và xin hẹn gặp lại trong các số DX Talk lần tới.